Có rất nhiều người thần tượng và cố gắng học hỏi Warren Buffett. Nhưng có một thực tế khá mâu thuẫn là chúng ta hầu như không thấy những Warren Buffett mới xuất hiện. Happy Life xin chào các bạn. Sự ổn định rất khó duy trì trong thời gian dài. Lợi nhuận từ 20 đến 25% một năm không gây cho cộng đồng đầu tư nhiều ấn tượng. Trong thị trường chứng khoán vốn đầy rẫy những nhân tài, có rất nhiều người đã đạt được và thậm chí còn vượt xa các con số ấy. Tuy nhiên, duy trì được con số đấy liên tục trong 50-60 năm thì lại là một câu chuyện khác. Một trong những nỗi sợ của nhà đầu tư là thua lỗ có thể đến bất cứ khi nào. Chỉ một dòng tweet để ngẫu hứng, thị trường Trung Quốc lao dốc đột ngột, Thổ Nhĩ Kỳ bỗng dưng khủng hoảng, có hàng hà sa số những biến cố bất ngờ trên thị trường mà nhà đầu tư khó có thể tính đến. Nền kinh tế thế giới hiện nay như bất ổn hơn xưa. Các nhà nghiên cứu cũng phải thừa nhận rằng các bong bóng tài chính hình thành và tan vỡ với chu kỳ ngày càng ngắn hơn. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính phổ biến trong cộng đồng đầu tư cũng khiến cho các đợt giảm giá cổ phiếu trở nên mạnh mẽ, bất ngờ và vô lý hơn xưa. Những điều này sẽ khiến cho xác suất xuất hiện những nhà đầu tư có khả năng duy trì phong độ ổn định suốt nhiều thập kỷ như Warren Buffett trở nên thấp hơn. Các nhà quản lý quỹ trẻ hiện nay mô phỏng phương pháp của Warren Buffett. Họ rất tài năng nhưng phần nào thiếu mất cái thời thế như ông. Cần phải sống lâu. Warren Buffett từng chia sẻ một trong ba bí quyết độc môn của chính mình là sống lâu. Nghe cứ tưởng như một lời nói đùa nhưng lại hết sức ý nghĩa. Nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein từng nói, lãi kép chính là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Điều này nói lên tầm quan trọng của lãi kép trong cuộc sống nói chung và thị trường tài chính nói riêng. Vấn đề ở đây là để lãi kép phát huy được sức mạnh và tác dụng kỳ diệu của mình thì phải có thời gian đủ dài. Hơn 30 năm kiếm được 1 tỷ đô la đầu tiên của Warren Buffett, cả phố Wall chả biết ông là ai. Nhưng 30 năm sau đó, ông thuộc top 3 người giàu nhất thế giới và cả thế giới phải ngước nhìn ông. Với những nhà đầu tư bình thường thì thời điểm bắt đầu sự nghiệp đầu tư muộn hơn và rơi vào khoảng 25-30 tuổi. Điều này có nghĩa là đến tầm 55-60 tuổi thì họ vẫn đang ở trong giai đoạn ẩn mình chờ thời. Các doanh nghiệp đã chú trọng đến công tác quan hệ nhà đầu tư hơn trước. Rõ ràng, trong bối cảnh số lượng cổ phiếu trên sàn giao dịch ngày càng nhiều thì chiến lược hữu xạ tự nhiên hương sẽ không hiệu quả. Nếu như doanh nghiệp niêm yết không chủ động thông tin về doanh nghiệp của mình đến cộng đồng nhà đầu tư thì việc bị ghé lạnh là điều không thể tránh khỏi. Cộng đồng doanh nghiệp cũng dần dần nhận thấy rằng phải làm tốt hơn công việc quan hệ nhà đầu tư Investor Relation thì nhà đầu tư mới có thể hiểu rõ giá trị thực sự của công ty, từ đó dẫn đến các quyết định đầu tư đúng đắn. Chỉ những nhận thức về điều này đã làm hạn chế bớt những trường hợp đáng tiếc kiểu cổ phiếu tốt nhưng bị định giá quá thấp trên thị trường. Các nhà đầu tư vẫn có thể kiếm được tiền, nhưng những trường hợp đột biến kiểu mua giá 10 xong bán lại giá 30 hay 40 vào năm sau đó khó có thể xuất hiện thường xuyên hơn. Nếu video này hữu ích với bạn, hãy comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé và chia sẻ video này tới những người mà bạn nghĩ là họ cần. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life để xem thêm những video mới nhất về đầu tư, về tài chính cá nhân, về phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.